Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh xèo. Bánh xèo này là bánh xèo ở miền Tây á. Nè các bạn thấy nó vàng ươm nhìn ngon lắm á. Hôm nay thì bánh xèo giả chiến thôi, tại vì không có đi chợ cho nên không có chuẩn bị được đầy đủ hết các nguyên liệu, những cái đặc biệt như là củ sắn rồi hay là củ hủ dừa, mà chỉ là có một số đồ trong tủ lạnh có thể làm bánh xèo được, cho nên là mẹ mình làm bánh xèo. Nãy giờ thì mẹ đang bầm tỏi ớt để mà làm nước mắm. Mẹ mình làm nước mắm rất là ngon á, chút nữa các bạn sẽ thấy đó. Hôm nay thì cũng sử dụng bột này, bình thường thì nhà mình cũng sử dụng bột này. Và trong nhà thì lúc nào cũng có sẵn các loại bột, bột mì, bột gạo hết á. Và không có dùng nước cốt dừa nạo, vắt nước cốt dừa luôn, mà dùng nước cốt dừa lon. Rau thì chỉ có xà lách này, với lại một ít cái xà lách thường hôm trước còn lại trong tủ lạnh, với lại rau thơm, rau diếp cá thôi. Cho nên là sẽ rất là bị thiếu nhiều thứ. Nhưng mà biết làm sao đây, cái này gọi là bánh xèo giả chiến thì bị thiếu chắc cũng không có ai trách mình, không ai trách nhà mình đâu ha. Bây giờ mẹ đang vắt chanh để mà làm nước mắm nè. Mặc dù là thiếu nhưng mà mình cũng muốn quay một cái video để mà cho các bạn xem để thấy được bánh xèo giả chiến là như thế nào. Và bây giờ mẹ mình đang cắt hành lá để mà cắt nhuyễn để mà cho vô trong cái bột bánh xèo á. Còn cái phần gốc hành thì để mà xào nhân. Do mà không có củ sắn hay là củ hủ dừa cho nên là mẹ thay thế bằng hành tây. Mẹ nói hành tây ăn rất là ngọt và dùng để xào cho nhân á thì ăn rất là ngọt và ngon. Nhưng mà mình thì chỉ ăn ít thôi chứ không có thích ăn nhiều hành tây lắm. Mẹ dùng rất là nhiều hành tây để mà xào nhân. Và đặc biệt là nhà mình lúc nào làm nhân, bánh gì mà có nhân á là cái nhân lúc nào nó cũng bị dư ra. Nó nhiều hơn cái phần vỏ bánh hết trơn á. Hành tím này thì cũng cho vô trong nhân để mà xào cho thơm luôn. Còn đây là tép đất thì rất là tươi luôn. Cái này là của chị ở dưới Cà Mau, chị kinh doanh hải sản gửi lên cho nên rất là ngon. Còn giá này là của mẹ tự trồng luôn. Bây giờ thì mẹ đang pha bột để mà làm bánh nè, làm vỏ bánh nè, cho nước cốt dừa vô nè. Một ít thôi tại vì trong bột này nó cũng có sẵn, giống như là nó có sẵn gần hết rồi, mình muốn béo thêm thì mình cho thêm vô thôi. Mẹ bắt đầu cho hành lá vô để mà một tí nữa cho chiên lên nó sẽ thơm hơn. Và mình thì thích ăn hành lá hơn là hành tây. Và những đặc biệt là thích những cái món nào mà có hành lá, những cái món nước súp mà có hành lá thì rất là ngon đối với mình. Mình bắt đầu đói bụng lắm rồi đó. Ta-da! Bánh xèo xong rồi nè mấy bạn ơi. Trời ơi nóng lắm á, mình không có xé được luôn. Để mình sẽ ăn thử một ít cho các bạn xem nha. Rất là nóng, mình xé được có một góc nhỏ thôi à. Mấy bạn ơi giòn ngon lắm á. Thấy không? Vỏ bánh rất là giòn. Mình sẽ ăn kèm với rau thơm và rau diếp cá. Tại vì chỉ có hai loại rau này thôi, cho nên là mình sẽ ăn hết các loại rau. Có những cái gì mình có mình sẽ ăn hết. Nè, trong nhân bánh thì có tép đất, rồi giá, hồi nãy có hẹ nữa, có cho vào một ít hẹ nữa nhưng mà quên nói. Rất là nóng tại vì mới vừa chiên xong luôn á. Đây là cái đầu tiên.
Bây giờ mình sẽ chấm nước mắm và ăn thử cho mấy bạn xem nha. Mấy bạn có thèm chưa? Ăn thêm một miếng nữa nè. Giá rất là ngọt và mọng nước. Còn tép đất thì thịt rất là dai và ngọt. Ăn kèm với hẹ cũng rất là ngon. Rau thơm thì chỉ có hai loại thôi, nhưng mà do mình rất là đói bụng cho nên ăn cái gì cũng ngon hết. Còn phần vỏ bánh thì giòn ơi là giòn. Và đặc biệt nhất á, là nước mắm. Nước mắm này mẹ mới vừa làm xong nên rất là ngon luôn. Mình gói thêm một cuốn nữa cho mấy bạn xem nha. Cái này là mình gói rau xà lách bình thường nè. Bánh rất là giòn nè mấy bạn ơi. Mình bẻ rất rất luôn. Rồi bây giờ mình tiếp tục ăn bánh xèo của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới. Bye bye.